À, phần vận mẫu là phần kết hợp âm còn lại, chữ này đọc giống tiếng Việt ta đọc là in. In. Tiếp theo là phần thanh điệu, thì nét ngang như đầu chữ y là thanh điệu thanh một. Khi đọc thanh một ta lưu ý đọc cao và ngang, và đọc ngang này. Xin, nhớ là đưa một ngón tay ta múa ngang đấy nhá. Xin, xin, đúng rồi. Thì âm tiết tiếng Hán, âm tức là âm thanh, tiết tức là các cái chi tiết của âm thanh, sẽ được chia ra làm 3 phần. Một là phần thanh mẫu, hai là phần vận mẫu, và thứ ba là phần thanh điệu. Thì thanh mẫu định nghĩa là gì? Là phần phụ âm đứng đầu âm tiết, là cái chữ đầu tiên. Hai là phần vận mẫu, là phần kết hợp âm còn lại, là chữ ở phía sau thanh mẫu. Ba là phần thanh điệu, thì sẽ có bốn thanh điệu cơ bản, và ngoài ra còn có thanh thanh nhẹ. Ngoài ra còn có thanh nhẹ. Thì thanh điệu sẽ được chia các độ cao từ thấp lên cao. Thanh điệu nghĩa là gì? Tức là nhịp điệu của âm thanh. Thì một sẽ là thấp nhất, hai là thấp vừa, ba là trung bình, bốn là cao vừa, và năm là cao nhất. Thì thanh một được vẽ mũi tên từ năm sang năm, tức là họ yêu cầu ta đọc từ cao nhất sang cao nhất. Nên khi đọc mình nhớ đọc cao và ngang, ta đưa một ngón tay và đưa ngang này, ta đọc này a. À, mục đích là đưa ngang ấy là để chúng ta cảm nhận được âm thanh, là đi vô không khí là đi ngang, bởi vì trong tiếng Việt của chúng ta là sẽ có những cái dấu như là dấu sắc, dấu hỏi, dấu ngã, dấu huyền, dấu nặng, thì không có dấu nào đọc ngang cả. Đấy. Đọc lại này a. Thanh hai cái độ cao là 3 năm, mình sẽ đọc từ trung bình lên cao nhất, đọc từ dưới lên trên này á. Á. Thanh ba cái độ cao là 2 1 4, mình đọc ở thấp vừa xuống thấp nhất lên cao vừa, đọc hình chữ V, và chúng ta cũng viết giống hình chữ V y hệt như âm đọc của nó luôn. Ta đọc này á. Á. Thanh bốn có độ cao là 5 1, mình sẽ đọc từ cao nhất, đọc mạnh từ thấp nhất này à. À. Rồi ta đọc to chữ A lại nhá. A. Kết hợp với ngón tay múa nào, lại thanh một này. A. À. 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 U khi viết ta sẽ thêm W phía trước và đọc nguyên U này, ta đọc U. 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 Y khi viết ta sẽ thêm Y dài phía trước và đọc nguyên Y này, ta đọc nhá. Y. Ý. 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 Tiếp theo sang phần thanh mẫu là phần phụ âm đứng đầu âm tiết. Thì thứ nhất chúng ta sẽ có âm môi môi, nên là môi trên phối hợp với môi dưới để đọc. O mình sẽ đọc thành chữ u. B đọc giống chữ p, vậy chữ b sẽ đọc là p u. Ta đọc là u u. Còn p ta đọc nguyên p nhưng ta bật nhẹ hơi một chút này, u u. M đọc nguyên m này, mua mua. Hai là âm môi răng này, ép giống phờ này, nó đọc là phua phua. Ba là âm đầu lưỡi lợi này, e đọc thành ưa, giờ giống cái tờ này, nó đọc là tưa tưa. Tờ giống cái thờ, nó bật nhẹ hơi này, thưa thưa. N và L giữ nguyên này, nưa lưa. Ở lại này, tưa thưa nưa lưa. Bốn âm đầu lưỡi để trên răng hàm trên, hơi ra tới hai răng cửa này. Y tôi đọc thành ư nhá. Z giống cái chờ này, đọc là chờ ư này. Chư chư. C giống cái chờ và giống cái sờ, tôi đọc giống cái sờ nhưng bật nhẹ hơi này. Sư sư. S giống cái sờ này, sư sư. Rồi, đọc đồng thanh theo thầy này. Pua pua. Mua phua. Tưa thưa. Nưa lưa. Sư sư sư. Tiếp theo năm là âm cong lưỡi này, y mình đọc thành ư này, ZH ở giống chữ TR nhưng ta đọc này, chư chư. CH ở giống TR, ta bật nhẹ hơi này, chư chư. SH đọc cong lưỡi này, sư sư. R đọc cong lưỡi này, rư rư. Sáu là âm mặt lưỡi này, y đọc nguyên y này, di giống cái chờ này, đọc là chi chi. Quy giống cái chờ nhưng bật nhẹ hơi này, chi chi. Xì đọc nguyên xì nhá, si si. Bảy là âm cuống lưỡi này, e đọc thành ưa, g giống cái cờ này, đọc là cưa cưa. K giống cái khờ nhưng bật hơi nhá, khưa khưa. H giống cái khờ nhưng không bật hơi này, khưa khưa. Ừ, lại nào, chư chư sư rư chi chi si cưa cưa.
Khưa. 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 Tiếp theo là phần vận mẫu, là phần kết hợp âm còn lại. Thì có rất nhiều âm sẽ đọc giống như là tiếng Việt của chúng ta. A ta sẽ đọc nguyên A, O thì mình sẽ đọc là O. Cái phần này ở trong quyển này này là chúng ta dở giúp thầy cái trang số 2 nhá. Trang số 2 có cái bảng ngữ âm Bắc Kinh này này, bảng ngữ âm Bắc Kinh ở trang số 2 đúng không? Ừ, đây trang số 1, trang số 2 đúng rồi. Và hàng ngang thứ nhất ấy, dưới số thứ tự 1, 2, 3, 4 ấy, chính là toàn bộ cái phần vận mẫu ở trong tiếng Trung của chúng ta. Đấy, theo dõi ta điền vào luôn. Điền những cái sự khác biệt của luôn đấy. Đấy. Thì A ta sẽ đọc là nguyên A. Nhưng O thì phải đọc là gì? Ở lớp nhìn lên đây. À, ta đọc là O. E thì mình sẽ đọc là ưa. I sẽ đọc là ư. ER đọc giống AR, mình sẽ đọc là O. À. AI thì đọc giống tiếng Việt ta đọc là ai, EI thì đọc thành E ta đọc là A. Và có lớp đọc đầu thầy theo thầy nhá. Lần nữa ta chú thích chỗ sau cũng được. Nhìn đây, mà nào mà không kịp thì chụp ảnh lại cũng được. Nào này, A, O, ưa, ư, O, I, A, ao, âu, an, ân, ăn, ân, ung, y, da, do, dê, dô, gen, in, giang, yên, dung, u, qua, quơ, quay, quay, quan, quân, quang, quân, tròn môi để duy, duê, duyên, duyên. Rồi cả lớp tự đọc lại một lần nào. A tiếp ô ưa ư o ai ây ao âu an ân an ân cung y da do dê dô yên in yang in dung u qua quơ quay quay quan quân quang quân duy duê duyên duy. Lại lần nữa nào. A tiếp ô ưa ư o ai ây ao âu anh ân an ân cung y da do dê dô gen in giang in dung u qua quơ quai quây quan quân quang quân duy duê duyên duyên. À, tiếp theo cách viết phiên âm Latin. À, khi vận mẫu i u i mà đứng một mình, ta lưu ý là i ngắn sẽ thêm chữ i dài, u thì sẽ thêm chữ w, còn u thì sẽ thêm i dài bỏ dấu hai chấm cùng đồng này, i u u. Tiếp theo khi vận mẫu bắt đầu bằng i u i, nếu phía trước không có phụ âm đầu tức là không có thanh mẫu mà nó đứng một mình làm phiên âm Latin ấy, i ngắn sẽ phải chuyển thành chữ i dài. Nếu mà một mình là i thì i ngắn sẽ thêm chữ i dài. Nhưng nếu vận mẫu bắt đầu bằng chữ y này thì ta phải viết chữ y này thành chữ y dài. Ta cùng đọc này. Y, da, dao, dê, dô, gen, in, giang, in, dung. Riêng hai trường hợp đặc biệt này là in và in, ta phải giữ nguyên y ngắn và thêm chữ gì đằng trước? Thêm y dài đằng trước. Còn u ta phải chuyển thành chữ w. Uy thì sẽ thêm y dài và bỏ dấu hai chấm. Đây là u đúng một mình, u sẽ thêm chữ w. Của các vận mẫu bắt đầu bằng chữ u ta nhớ viết thành chữ w. Ta đọc này. U qua
Wa, why, way, wan, quân, quang, quân. Còn duy ta thêm y dài và bỏ dấu hai chấm này. Duy, duê, duyên, duyên. Tiếp theo vận mẫu y đứng sau thanh mẫu chi chi si. Khi viết thì ta nhớ là bỏ dấu hai chấm. Đánh vần này. Chi, uy, truy, chi, uy, truy, chi, uy, truy, 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 truy. Còn vận mẫu uy đứng sau thanh mẫu nưa và lưa, khi viết ta không bỏ dấu hai chấm mà giữ nguyên dấu hai chấm nhỉ. Đọc lại. Nưa, uy, nuy, lưa, uy, nuy. Vận mẫu ưa đứng sau thanh mẫu lưa, tưa, nưa và mua, ta đọc thành ơ. Đối với bốn trường hợp này, đọc hỏi lưa, ưa, lơ, thì lơ có nghĩa là rồi. Tưa, ưa, tơ, tơ thì là của. Nưa, ơ, nơ, nơ trong từ thì sao, còn bạn thì sao gọi là nỉ nơ. Mua, ưa, mơ, mơ trong từ cái gì là từ sấn mơ, từ đấy sẽ là sấn mơ. Đã lưu ý bốn từ là lơ, tơ, nơ, mơ. Đi theo thanh mẫu sư này này, nó sẽ có hai âm đọc, một âm đọc là chờ và âm đọc là sờ. Đấy. Nhưng mà nó sẽ đọc rõ âm là sờ khi đi với cả âm i âu ưa. Thế còn đối với tất cả các trường hợp khác nó sẽ đọc là chữ chờ, ví dụ đi với chữ a sẽ đọc là chữ chờ, thế là số ít nó sẽ đọc là chữ sờ. Chúng ta học thuộc luôn ba cái này để thì ta sẽ dễ nhớ này. Ta đọc là sư, ư, sư, sử. Sử là thứ, là lần này. Sư, âu, súng, súng, súng là tòng, là theo này. Sư, ưa, sửa, sửa là sách, là quyển. Để đọc lại này. Sử, súng, sửa. Đến từ nào thì sẽ chú ý chú thích cho chúng ta. Còn vận mẫu yêu quay quân là cách viết cơ bản. Nếu phía trước có phụ âm đầu, tức là có thanh mẫu, khi viết ta sẽ bỏ nguyên âm chính ở giữa đi. Ta có ba âm này. Yêu quay quân này, đọc là yêu quay quân. Lưa, yêu, liêu. Tức là đọc thì vẫn có âm yêu, nhưng khi viết thì bỏ âm âu ở giữa đi. Lại tiếp này. Tưa, quay, tuây, lưa, quân, luân, luân, luân. Để tránh nhầm này thì ta sẽ có từng cái âm kết hợp này, ta đọc có thể luôn này. Yêu, miêu, tiêu, niêu, liêu, chiêu, 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 quay, tuây, quay, chơi, 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 rơi, quay, 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 quân, tuân, huân, luân, chuân, chuân, xuân, chuân, 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 run, quân, khuân, khuân. Nào, ta mở cái trang số 2 ra, bảng này. Thì thầy phân tích một chút này. Ta sẽ đọc cái hàng ngang thứ nhất trước. Ta đọc cột dọc đầu tiên trước là cột thanh mẫu. Sau đó đọc hàng ngang thứ hai là hàng ngang vận mẫu. Sau đó kết hợp giữa bên trái và bên phải vào dòng ấy. Thì ta sẽ đọc các thanh mẫu và vận mẫu kết hợp lại với nhau. Thế các ô bị bỏ trống thì là tại sao lại bỏ trống? Thì các thanh mẫu, vận mẫu đấy nó không kết hợp được với nhau trong tiếng Trung. Trong tiếng Trung nhá. Thế nên họ mới không đọc. Thế người ta nhìn và ta đọc lần lượt ta thấy nhá. Sân mũ Pua Bua, Pua bua, Mua bua, Phua bua, Tưa bua, Thưa Nưa Lưa bua, Chư bua, Chư bua,
sư, chư, chư, sư, rư, chi, chi, si, cưa, khưa, khưa,韵母Hàng ngang thứ hai đấy. a o ơ ư r i a ao âu an ân an ân ung y ya yao ye yêu yen in yang in yung u wa wo wai wei wan wen wang wen yu yue yuan yun 声母与韵母合在一起，八波掰杯包班奔帮崩 b 标边边冰冰不怕坡拍呸抛剖潘喷胖砰劈飘撇偏拼拼铺妈摸麦妹猫猫 man mân mang mân mi meo mê miêu men min minh mu pha phua phây phâu phan phân phang phân phu ta tưa tai tây tao tâu
tan, tang, tân, tung, ti, teo, tê, tiêu, ten, tinh, tu, tua, tuy, toan, tuân, tha, thưa, thai, thao, thâu, than, thang, thân, thung, thi, theo, thi, thiên, thiên, thu, thua, thuê, thoan, thuân, na, nưa, nai, nây, nao, nâu, nan, nân, nang, nâng, nung, ni, neo, nê, niêu, nen, nin, neang, ninh, nu, nua, noan, nuy, nuê, la, lưa, lai, lây, lao, lâu, lan, lang, lân, lung, ly, lia, leo, lê, liêu, len, lin, leng, linh, lu, lua, loan, luân, lui, lê, cha, chưa, chư, trai, chơi, trao, châu, chan, chân, trang, chân, chung, chu, chua, truy, choan, chuân, cha, chưa, chư, trai, trao, châu, chan, chân, trang, chân, chung, chu, chua, chơi,
Choan, chuân, xa, xưa, sư, sai, sao, sâu, san, sân, sang, sân, sung, su, xua, xuây, xoan, xuân, tra, trưa, trư, trai, trây, trao, trâu, chan, chân, trang, trân, trung, chu, choa, chua, choai, chơi, choan, chuân, choang, cha, chưa, chư, trai, trao, châu, chan, chân, trang, trân, trung, chu, chua, choai, chơi, choan, chân, choang, sa, sưa, sư, sai, sây, sao, sâu, san, sân, sang, sân, su, xoa, xua, xoay, xuây, xoan, xuân, xoang, rưa, rư, rau, râu, ran, rân, rang, rân, rung, ru, rua, rây, roan, run, chi, cha, treo, chê, chiêu, chen, chin, chiang, chinh, chung, chuy, chuê, chuen, chuyên, chi, cha, treo, chê, chiêu, chen, chin, chiang, chinh, chung, chuy, chuê, chuen, chuyên, si, xia, xiao, xê,
siêu, siêu, xiên, xin, xiang, xin, xung, suy, xuê, xuyên, xuyên, ca, cưa, cai, cây, cao, câu, can, cân, cang, cân, cung, cu, qua, cua, quay, quây, quan, quân, quang, kha, khưa, khai, khao, khâu, khan, khân, khang, khâng, khung, khu, khoa, khua, khoai, khuây, khoan, khuân, khoang, kha, khưa, khai, khây, khao, khâu, khan, khân, khang, khâng, khung, khu, khoa, khua, khoai, khuây, khoan, khuân, khoang, a, ưa, ơ, ai, ao, âu, an, ân, an, y, ya, yao, ye, yo, yen, in, yang, yên, dung, u, qua, quơ, quay, quây, quan, quân, quang, quân, uy, duê, yên, yên. Rất hảo. Rồi. Ta sang phần tập viết một chút nhá. Phần này đọc thấy đã, đọc nhiều quá mệt đấy. Được, tí thầy gửi cho. Tí thầy gửi cả cái đoạn video này mà. Thì trong cái đoạn video nó sẽ có cái đoạn đọc này luôn. Đọc nhuần nhuyễn trong tiếng Trung nó chỉ có từng đấy cách phát âm thôi mà, có nhiều hơn đâu. Nó không như tiếng Anh đâu, tiếng Anh thì mỗi chữ đọc một kiểu, tiếng Trung nó chỉ có từng đấy thôi. À...
Rồi ta lại viết lại phần cơ bản một chút nhá. Mỗi chữ ta viết khoảng 3 lần là được. Để ta còn viết các từ phía sau. Nó cũng không quá khó lắm đâu. Rồi. Quy tắc viết chữ Hán và phương pháp viết thì ta lưu ý như sau. Thì mỗi chữ Hán sẽ được viết trong một ô vuông và được đọc một âm là dạng từ đơn âm tiết. Đấy, thì ta sẽ viết lại cái nét cơ bản. Đầu tiên ta sẽ có nét ngang. Thì giữa ô vuông ta viết một nét ngang không thầy? Nét ngang để viết đẹp ta nhớ là đưa ngang. Đoạn cuối này ta đưa nhẹ là một tí, vẩy nhẹ là một tí để đuôi nó đậm. Đó, em viết đi. Giữa ô vuông viết nét ngang. Đúng rồi. Đúng rồi, thế thôi. Đấy, viết tiếp, tiếp. Rồi, ok. Tiếp theo ta viết sang nét sổ. Giữa ô vuông mình viết một nét sổ từ trên xuống dưới. Ở đây ta cũng dưới để ta tô ngược lại một tí để cho nó đậm cái đuôi. Xuống này, tô ngược lại một tí. Đúng rồi. Đừng có móc đây, tô đúng vào cái đường đi. Đấy, đúng rồi. Nét sổ. Rồi, tiếp theo ta viết sang nét phẩy. Nét phẩy thì giống có phẩy ở tiếng Việt. Ta miết bút, ta phẩy một cái nhưng không được bay ra khỏi ô vuông là được. Nét phẩy nào. Đúng rồi. Ok, thế đó. Thả lỏng tay một chút để cho nó nhọn lại cái đuôi. Nét phẩy. Rồi, tiếp theo ta viết sang nét mác. Nét mác ta viết như sau. Đây ta đưa chéo này, đến đoạn gập ta ấn bút và ta vẩy ngang ra. Chéo này, ấn nhẹ bút xong vẩy ngang ra, gọi là nét mác. Đúng rồi. Chéo. Ok. Ấn hảo. Rồi, ấn hảo. Rồi, quy tắc thứ nhất ta có trái trước phải sau. À, chữ này lúc ấy là nét ngang nhưng bây giờ là số 1. Em nhớ ghi chép của cái nội dung này vào nhé. À, chữ này đọc là gì nhỉ? Y, lớp cổ đầu này, y. Âm mà Việt là nhất là một. Thanh điệu đánh trên đầu chữ y, ta nhớ là bỏ dấu chấm y đi. Đấy, không viết ba chữ. Không xuống dòng, viết ba chữ là được. Ba chữ y. Để cho nhớ. Đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Người nào viết kín cả dòng rồi cho thầy. Thế theo quy tắc thứ hai, ta sẽ là ngang trước, sổ sau. Thì giữa nét ngang, ta đưa một nét sổ. À, chữ này là chữ thập là 10. Tỷ lệ viết của chữ này là 1 phần 2. Ta đọc chữ này là sứ. Ừ, ta dùng đọc sứ. Cân bằng trái phải đấy. Đọc sứ. Thế theo, vậy 11 ta gọi là gì? Sứ y. Đúng rồi, sứ y. Ngang bằng với sổ. Không phải là sổ rồi với ngang. Ngang, sứ y đúng không? Ngang với sổ. Rồi ta viết từ tiếp. Ta có từ thiên là nghìn. Ta sẽ viết nét phẩy này trước. Ta lớp nghìn này. Phẩy này. Ngang này. Xong sổ. Đọc cái này là thiên là nghìn. Đọc là chen. Ừ, ta đọc chen.
Vậy 1.000 nó gọi là gì? Y chen, ra đọc này, y chen. Cái từ y khi đi về thanh 1, 2, 3 đọc với thanh 4, người ta sẽ đọc là y. Thanh 1 đọc này, y chen. Ta viết là y chen. Y chen, đúng rồi, chữ em đẹp đấy. Y chen. Rồi, tiếp theo. Quy tắc thứ ba sẽ là trên trước dưới sau. Ta sẽ viết nét ngang ngắn, xong dưới nét ngang dài. Chữ này đọc là âm bản Việt là nhị, nghĩa là hai, tỷ lệ 2/3. Ta đọc chữ này là ở. Ta đọc mạnh chữ này ở. Ở. Ta viết chữ ở. Rồi, tiếp theo ta viết chữ thổ là đất. Ta có ta cùng nhìn nhé, ngang sổ cuối cùng mới là ngang dài, đọc là thủ. Ta cùng đọc to, thủ. Thủ. Wow, thủ là thổ là đất. Kỹ năng viết là ta nhớ là vừa viết vừa đọc. Đó, ngang xong mới sổ, cuối cùng mới là ngang dài. Để viết lại. Ngang sổ ngang dài. Ngọc ơi, thầy gửi lại các cái nội dung in về em in luôn nhé. Thầy gửi Zalo. Em cứ đưa cái đấy cho ông hàng photo in trong đóng quyển này cho em. Rồi. Tiếp theo là có từ sĩ, nó về quân sĩ. Ở đây thì ta sẽ thay đổi vị trí độ dài, tức là ngang trên sẽ dài trong sổ và ngang dưới ngắn hơn. Đọc cái này là sử. Ta đọc mạnh như sử. Sử. Cứ viết đi nhé.
Rồi, tiếp theo, tôi viết sang từ công, nó về công nghiệp, công nhân. Tôi đọc là cung, lớp đọc to này, cung. Nhớ G đọc thành cờ nhá. Ngang, xong rồi sổ, xong cuối cùng là ngang dài. Cung. Cung. Giờ là có từ thượng là bên trên, động từ đi lên, ta có sổ này, ngang ngắn, ngang dài. Đọc chữ này là sharp, đọc mạnh như này, sharp. Sharp, tượng bên trên đồng từ đi lên, viết thành chữ sharp. À, tiếp theo ta có từ chẻ là hạ, là dưới, đi xuống. Ta có ngang này, sổ và nét chấm. Nét chấm ý là ta phải tô ngược lại một cái nhá. Xuống đây xong tô ngược lại. Viết từ trên xuống dưới, xong từ dưới lên trên là tô ngược lại một tí. Nó mới đậm được cái đuôi. Ta có từ này đọc là chẻ. Ta có chẻ. Chẻ. Thì hạ nhân nó gọi là gì? Chẻ rấn. À, không biết từ chẻ. Công nhân là công rấn. Vịnh Hạ Long, Sa Lúng Oan, Hạ Long Vịnh. Rồi, tiếp theo. Ta có quy tắc thứ tư, phẩy trước, mác sau. Ta có nét phẩy, trong góc này viết nét mác. Nhân là người đọc là
dấn, đúng rồi, dấn học với chữ dấn như thế. Cộng nhân là gì? Sảng dấn, dấn học. Phải mang cùng là nhưng một mặt phẳng, đừng viết chân cao chân thấp, chỉnh một tí là đẹp. Đây này, đấy, đúng rồi, dấn học, viết đẹp đấy. Rồi bây giờ phẩy mác ta không được chạm vào nhau, biết cách xa nhau ra. Nhìn làm sao mà nhìn xa vẫn thấy là nó không chạm ấy. Chứ nhìn xa thì cảm giác nó hơi chạm là không đúng. Thì ta chữ này là bát, là số 8 đọc là ba, ta đọc là ba ba ba. Đấy cái chữ ba rồi. Tám mươi gọi là gì? 80, 81, 81, 82, 82, 83, 83. Tiếp theo, phẩy mác, bây giờ nét mác trường bắt đầu nét phẩy nhé. Và không được cắt thôi, chứ không được chạm vào nhau. Ta đọc cái này là rủ. Ta đọc mạnh như này, rủ. Rủ. Rủ này. Tiếp theo, ta viết hai nét ngang ngắn không vừa, nét ngang dài, ta có từ tam là số 3 đọc là san, ta nói san san à, ta viết chữ san như thế. Ba mươi là gì? San sứ 31, san sứ y 32, san sứ ảo 33, san sử san, đúng không? Khoảng cách giữa ba nét ngang là nó rộng rộng hơn một tí, và hai nét ngang trên thì là ngắn bằng nhau, san sử nét thứ ba thì mới dài hơn.
Rồi. Tiếp theo ta viết sang từ vương. Từ vương cũng thế, ta viết ngang, ngang xong rồi sổ ở giữa và dưới đến ngang dài. Thế này đọc là oáng. Thì thực chất là U A N G, nhưng mà chữ U sẽ viết thành chữ W. Vì các âm bắt đầu bằng chữ U khi đứng một mình làm phiên âm Latin thì U sẽ viết thành chữ W. Nói oáng. Vâng, viết chữ vương rồi. Sổ đã. Rồi, ngang dài, chính xác. Oáng. Quá. Rồi tiếp theo. Bây giờ ta viết dấu chấm ở trên đầu chấm nhá, xong rồi mới viết là vương, tức là chấm trước và vương sau, ta có chữ này là chữ chủ. Ta đọc chủ. Chủ. Rồi ta viết chữ chủ. Rồi ta viết chữ chủ nào. Chủ. Đúng rồi, chấm. Ngang. Ngang. Tổ. Và ngang lại. Vậy thì chủ nhân nó gọi là chủ rấn, vương chủ là hoàng chủ, ta cùng nói chủ rấn, hoàng chủ. Và viết là chủ rấn, hoàng chủ. Rồi, viết từ vương chủ đi nào. Để khách về nhà viết sau. Quán. Chủ. Đúng rồi, nào. Tiếp theo, chữ vương mà ta thêm dấu chấm ở trên cái ngang này thì chữ này là chữ ngọc, bởi vì viên ngọc đọc là duy. Ừ. Ta đọc mạnh cái này, duy. Duy. Rồi, viết chữ duy ở đây nào. Đọc tốt rồi là gì? Khảo duy. Ừ, khảo duy. Tiếp theo ta có ngang vẩy và mác, đại là to, đọc là tạo. Tôi cũng đọc mạnh lên này, tạo tạo. Giờ tới bên chữ tài luôn này.
À, rồi đại nhân nó gọi là gì? Tả lẫn, ta cũng nói tả lẫn. À, viết thấy chữ tả lẫn. À, rồi tiếp chữ đại ta thêm dấu chấm sát với nét phẩy, ta đọc từ thái là gì? Thải, đọc mạnh cái này, thải thải là viết chữ thải như thế nào? Rồi, tiếp theo tôi biết sang từ khuyển nào. Từ đại với thêm dấu chấm thành chữ khuyển là con chó. Chữ này đọc hơi đặc biệt một chút nữa là quy giống chờ thì bình thường, nhưng u a n là mình đọc thấy âm oen nhá thầy nhá. Đọc chuyển. Chuyển. Rồi thầy biết chữ chuyển. Chuyển. Đúng rồi. À, từ tiếp ta có hai nét ngang, sau đấy phẩy và nét mác, đọc từ thiên là trời là ngày, đọc là thiên, ta cũng nói thiên thiên. IAN mình nhớ đọc thành âm en nhá, tờ đọc thành thờ thiên. À, ok, vừa viết vừa đọc là thiên như thế. Rồi, tiếp theo
Ở đây ta có từ rồi, âm ấn Việt là liễu, chữ này đọc không đọc là ưa nhá, phải đọc là gì? Ơ. Ta đọc là lơ. Lơ. Ở đây có ngang móc và gập móc, thế sức lưu ý là ngang thì đây ta phải ấn bút, ta vẩy lên một cái, nên sổ ấn bút và hất lên một cái, nhớ phải ấn bút thì nó mới nhọn cái góc này. Ấn ấn vẩy đấy, ấn vẩy này. Rồi thế sổ vẩy lên, đúng rồi đấy. Rồi. Rồi, chính xác. Rồi, tiếp theo từ chữ lơ ta thêm một nét gạch ngang, nó phải nằm ở dưới cái điểm giao cắt một chút nhé. Ta có từ tử là con trai, đọc là chữ C, Z đồng chữ chờ, y y là phải như này, chữ. Rồi, viết chữ chữ chờ chữ hỏi chữ. Theo ta có từ thiên tử, đọc là gì? Thiên tử, ta cũng nói thiên tử. Thiên tử. Rồi ta biết từ thiên tử. Thiên tử. Tiếp theo ta có từ mộc là gỗ, đọc là mủ, ta cũng đọc mủ mủ. Rồi đây chữ mủ giúp thầy, ta từ chữ thập và chữ nhân kết hợp lại với nhau đấy. Đấy, ta chữ mủ đi.
Đó, tiếp theo chữ mộc tôi thêm nét ngang ở dưới chân thành chữ bản là gốc, là cơ bản hoặc bản thân. Ví dụ bẩn rấn chẳng hạn là bản thân, bản nhân đấy. Đây, ta còn đọc bẩn. Hoặc là gốc cây ta ghép lại thành từ mủ bẩn, mộc bản là gốc cây, ta cũng nói luôn mủ bẩn. Rồi tôi biết chữ bẩn cho thầy đã. Theo ta viết từ sân lín cho thầy. Mu bẩn, em viết từ mu bẩn một lần. Mu bẩn. Cứ một lần nữa mu bẩn là được. Sân lín với chữ sân với chữ lín luôn là rừng rậm. Ta lưu ý chữ lín mà đứng cạnh nhau ấy thì cái nét mác của bộ mộc đầu tiên ấy ta chuyển thành nét chấm cho thầy nhá. Vì quy tắc nhiều nét cho nhau là nét mác phải chuyển thành nét chấm, nếu không là nét mác sẽ cắt cái bộ bên cạnh. Nhưng ta cứ viết hẳn là nét chấm chứ không cần viết nét mác nhỏ nhỏ để khỏi chạm vào đâu. Sân lý à. Tiếp theo tôi viết từ thuật, nó về nghệ thuật, từ sủ. Của mộc nó thêm dấu chấm ở trên nét ngang là chữ sủ là thuật, ta đọc này sủ 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 à, với chữ sủ này.
Tiếp theo ta có từ nghệ thuật, đọc là y sủ. Tôi không đọc y sủ. Thì chữ y cách viết như sau, để phân tích một chút nhé. Trên ta có bộ thảo đầu đối với cây cỏ hoa lá, cái bộ này ấy, ta sẽ đọc là chảo. Đây trong trường hợp này này, chữ C mà đi với chữ A ta không đọc là xì nữa nhá, mà phải đọc là chữ chờ. Đọc rõ là chữ chờ cho thầy, chờ áo trao hỏi chảo. Có bên dưới có từ ất là số 2 cho kanji, ta đọc chữ này là ỷ. À, ta ghép từ y su với nhau. Y su. Y su nào nào. Rồi sang phần này, chữ thiên mà thò đầu nó sẽ có chữ này đọc là phu, nó còn đọc phu phu ngang ngang phẩy mác phu của đàn ông hoặc là chồng, nó viết chữ phu. Yeah. Ta có từ phu nhân để gọi là phu phu rận, ta cũng gọi phu rận. Ta viết chữ phu rận này.
Và khi mà nói là bác sĩ thì ta không gọi là tả phụ nhá, ta viết là chữ tả là đúng, rồi chữ này là chữ tả, nhưng chữ tả này mà ghép với chữ phu này vì nghĩa là bác sĩ thì ta phải đọc chữ này là tải phụ. Ta cũng đọc tải phụ, tải phụ, ta phải viết lại chữ tải phụ. Ta hết sức lưu ý là đọc là tải không đọc là tạo. Tải phụ. Thế không? Ta viết từ sư là thất là mất. Ta viết nét phẩy, ta viết chữ phu. Ta có từ sư là thất là mất. Nó cũng đọc sư. Sư. Ta viết sư cho thầy. Viết không chạm với hàng ngang cuối cùng nữa, viết nhỏ là một chút cho nó treo lơ lửng ô vuông phẩy trước. Rồi, tiếp theo ta biết có từ khứ là đi, động từ đi. Đây ta sẽ kết hợp từ trên là bộ thổ, ta đã biết rồi. Đi liên quan đến đất, mặt đất, bám vào mặt đất mới đi được. Rồi đây có bộ tư, nó về riêng tư, tức là phải gập xong rồi chấm. Bộ này đọc là sư, ta đọc là sư, thủ, trụy, trụy. Đấy. Khi âm uy là mà khi kết hợp với âm chi, ta nhớ là bỏ dấu hai chấm ở trên đầu đi nhá. Đấy. Chi kết hợp với uy bỏ dấu hai chấm ở trên đầu, ta biết chữ chủy. Chủy rất là quan trọng, đi đâu đó làm gì, nó luôn liên quan đến nhau. Chị. Ta đọc có thể câu này luôn này. Tôi đi ăn cơm là của chị chư phạm. Ta nói của chị chư phạm. Của chị chư phạm.
ta viết từ ủa như sau. Đấy, người ta dở của tập viết ta là có, người tập viết là có. Đây, thầy mở đã. Không, không phải phần tập viết trong bộ đấy đâu, đấy không có ấy mà. Đây 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 đây, thầy mở như này, cái thầy bảo em in lại. Đây, ta nhìn cái viết chữ ủa. Đấy. Đấy. Phẩy này, ngang này, sổ móc. Thật, tức là cứ đến cái nét là tiếp theo là chữ nét màu đỏ. Thế về em in được màu là tốt nhất. Đấy này. Xong rồi phẩy chấm. Đấy, cái viết chữ ủa cho thầy. Tổng là 7 nét. Đấy cũng nói ủa. Ủa là tôi. Đấy, viết rồi tiếp theo ta viết sang từ trư cho thầy. Trư là động từ ăn, trước là bộ khẩu ta đó phẩy ngang đấy là chữ ất đấy, ta đọc là trư trư đấy, của chữ phản này nè, tôi ăn cơm đúng không?
Rồi, theo tôi viết theo từ phản là cơm. Đây cũng đọc phản. Phản. Phản là chưa, trước nó là bộ thực đấy. Phần trước là bộ thực, sau là chữ phản. Thì cái này bạn nào viết bảng bộ là sẽ biết, còn chưa viết thì chúng ta sẽ học sau các ở cái phần phân tích sau. Dạo này tôi cứ vẽ mô phỏng vậy đã. Phản. Chữ phản, ăn cơm. Rồi, tiếp theo. Nó viết sang bộ khẩu, nó về miệng. Con Này chị không phải nói, không phải dạy nhiều đâu. Thời dạy lúc đầu chỉ 1 tiếng chỉ là dạy nó phát âm, rồi giờ chỉ làm 1 tiếng để viết. alo, Cái Bích tiếng Thuận. viết này thì mình đến lúc mình nói đến đoạn nào mình bấm mình ấy cho nó thêm Bạn nào nói chuyện bạn bên cạnh. Ok. Rồi tôi biết ra từ khẩu rồi. Khẩu nó mới mồm miệng cửa ngõ đọc khẩu. Khẩu. Đấy. Sau thì sẽ mời ta đọc nhiều hơn. Hôm nay cứ viết đi đã. Viết đủ hơn đọc nó mới dễ được. Sổ này, ngang gập và ngang dài. Nhá, ta viết làm sao mà cái chữ tiếng Trung ấy nó phải nằm lơ lửng giữa ô vuông, không chạm trên, không chạm dưới, không chạm vào bốn cạnh của ô vuông. Ta có từ đầu vào là rủ khẩu, từ rủ là nhập là vào đúng không ạ, lối vào ấy, cái cửa vào ấy ta gọi là rủ khẩu. Ví dụ như lối vào Bắc Kinh chẳng hạn, ta ghi là bảy chim rủ khẩu, ta viết chữ rủ khẩu như thế, mỗi chữ một ô đấy nhá. Rủ khẩu. Rủ khẩu. Tiếp theo ta có từ nhân khẩu, đọc là rấn khẩu. Ta cũng nói rấn khẩu. Ta biết từ rấn khẩu như thế.
Vẫn khẩu chưa? Tiếp theo tôi viết từ chung là ở giữa. Ta viết bộ khẩu nó ngang nó dài ra, nó giữa tôi đưa nét sổ là chung, tôi cũng nói chung chung là đối chữ chung như thế. Trung Quốc đấy. Đấy, Trung Quốc. Tại sao ta gọi là Trung Quốc? Tức là đất nước nằm ở trung tâm thế giới thì gọi là Trung Quốc. Ý nghĩa của từ Trung Quốc nó là như vậy. Là Trung Quốc là đất nước trung tâm. Rồi, nội dung hôm nay ta tạm thời ta học đến đây đã. Về nhà ta viết lại các từ đã học ngày hôm nay cho thầy nhá. Nếu mà viết rồi thì thôi, còn nếu mà không viết thì cứ viết đầy đủ, ta viết đầy đủ một dòng ta chụp ảnh gửi lên nhóm với thầy nhá, bản đầy đủ nhá. Rồi, ta nghỉ từ đây ạ. Họ nhưng mà chạy chuyện. Lão sư再见. À, Lão sư再见. thế chứ. Lưu